Không phải thắt lưng. Không phải lưng à? Lưng này là sao, lưng gù hay lưng cong? Lưng này là lưng cong với gù như nhau. Cong gù là như nhau. Nhiều vấn đề quá. Rồi, kim này dài bao nhiêu? 50 cm hay bao nhiêu? Bao nhiêu đây? 20 chứ. 20. Cả cán là 30. Chị bỏ 50 dần chạy mất nút rồi. Nói đùa thôi, qua 2cm thôi, ok. Đi sâu cho anh này. Có cảm thấy gì không? Hơi nhói. Hơi nhói hả? Xuống thắt lưng chưa? Đang xuống. Xuống thắt lưng rồi. Kỳ quá. Lưng cong rồi. Thả lỏng nhá. Yêu cảm thấy sao rồi? Kiểu như có khi mà nó hơi tức thôi đúng không? Yeah. Không đau. Cái đấy là gì huyệt? It's so. Ở lưng ấy, tất cả những cái huyệt mà cách cái cột sống này 1,5 thốn này gọi là du huyệt. Đây mình đang xuyên du huyệt, chính những cái cơ đang rất là căng. Dạ đúng. Đó. Chưa? Xuống, nằm xuống cho anh chọc, cho Sơn chọc cho cái. Chọc hạnh phúc đấy, chọc kim hạnh phúc đấy. Tức chưa? Xuống thắt lưng chưa? Ui chào. Wow, nhìn thấy phê đấy. Nhìn phê đúng không? Ừ, nhìn phê đấy. Nhìn phê đúng không? Thích, thích kim hay sao mà ngày nào cũng mò ở đây. Không, hôm nay thấy là thân thiện với kim tí rồi, hôm đầu tiên đến đây á. Đúng là người này đâu, người đấy chứ. Hả? Đây hả? Người này ở bên trên hành tinh bầu trời, trên cung trăng, trên cung trăng. Chị Hằng. Hôm nọ về đây, hôm nọ đến đây quen rồi à? Trời, hôm nọ đến đây quen à? Qua ngày đó. Ở bên Châu Phi. Quá. Châu Phi. Nhìn lưng đến ở trên Facebook của đây, nhìn lưng. Ủa, có trên Facebook thật à? Vẫn nhớ trên Facebook. Ủa, có mà nỉ. Nỉ. Ủa, không biết, biết nói tiếng Hoa. Anh tên gì? Dạ. Ủa, ai nỉ? Ủa, ai nỉ là gì em nhỉ? Ủa, ai nhỉ? Ăn dược nhỉ? Hơi chàng Trung Quốc Hoa à? Anh yêu em à? Tiếng tàu đấy. Ủa anh này là anh yêu em. Cái đấy là tao yêu mày. Tao yêu anh. Tao yêu mày. Mày yêu tao đúng không? Cô mỗi chữ của chứ nhỉ? Ừ, của ai nhỉ? Đầu tiên nó chỉ xưng, ví dụ anh. Cô tôi muốn xem lại này không cho xem. Vai á? Có. Thứ hai cái này đo khoảng là D7 đúng không? C7. Dưới là C8, từ C7 dưới C7 đo ra là ngang là cách du tuyệt đối nhất. Đây là cái giáp tích của L4 L5 này, L5 SC1 chật biên là từ cái SC4 đấy, đo ra 3 thốn đúng ngón tay mình, đây là đây, đây là chung ở giữa thân phòng dần cái huyệt tháp một cái là bị tác động gì vào huyệt